Tiếp theo sau đây, thầy sẽ trình bày một cái ví dụ thứ hai. Ví dụ thứ hai, điền số 2 vào đây, của việc tính tích vô hướng. Nhưng dạng bài này sẽ khó hơn một chút, đó là mình phải tách một vector thành tổng hoặc hiệu của các vector khác. Dạng 1, công thức định nghĩa tích vô hướng. Dạng 2, cũng như vậy nhưng phải tách một vector thành các vector khác. Đấy, ý tưởng rõ ràng là như vậy. Tức là dạng 2 nó khó hơn dạng 1 nha. Đề bài thầy vẫn lấy tương tự như ví dụ trước, là cho tam giác đều cạnh A, trọng tâm G, đường cao AH. Trọng tâm G đây, đường cao AH. Nhưng mà cho thêm điểm Y, sao cho BCIG là hình bình hành. BCIG là hình bình hành. Như vậy điểm Y nó sẽ nằm ở ngoài, ngoài cái tam giác này. BCIG là hình bình hành. Bọn con chép đề đi, vẽ hình vào vở. Xuống dưới cái ví dụ 1 ấy, đây là ví dụ 2 mà. Sau đó chúng ta sẽ bắt đầu làm nhá. Bài này có thể nó hơi khó vì lần đầu chúng ta làm, thì xem thầy làm mẫu. Xong có những bài tập tương tự thì cứ thế mà làm. Câu đầu tiên này, IB nhân với IC. Ta nhìn đi, IB. Đây, vector IB nhân với IC. Thì ta thấy là thế nào đây? Nháp vào đây một chút. Cái IC ấy thì nó bằng với GB. IC bằng GB, mở ngoặc hình bình hành. Rồi, IC là vector tương đối đẹp. Tại vì GB nó là cái đường đường phân giác của tam giác đều mà. Độ dài của nó mình cũng biết. Góc 30 độ tạo với hai cạnh mình cũng biết. Như vậy cái này là đẹp. Thế còn cái IB thì sao? Ta nhìn hình đi. IB. IB là đường chéo của hình bình hành. Đường chéo của hình bình hành. Nhưng nó sẽ không là phân giác. Chỉ trong trường hợp hình thoi thì nó mới là phân giác thôi. Còn hình bình hành nói chung, đường chéo nó không chắc là phân giác đâu. Nên cái IB này này, IB này được coi là vector xấu. IC được coi là vector đẹp. Thế thì vào một cái bài tích của hai vector, một cái đẹp một cái xấu, thì ta sẽ giữ nguyên cái đẹp, tách cái xấu ra nha. IB mà xấu thì ta tách thành gì nào? IB, quy tắc vector, tách thành IC cộng CB và giữ nguyên cái IC. IC là đẹp, CB cũng đẹp, mà IC cũng đẹp. Đây, ba cái vector đẹp. Còn ban đầu IB là xấu. Đây, hình dung chưa? Nhá, IB là vector không đẹp. Tách nó ra thành các vector đẹp nhân với nhau. Rồi nhân tung ra thành IC nhân với IC cộng CB nhân với IC. Bình phương vô hướng thì bằng bình phương độ dài. Buổi tích vô hướng thì có chú ý rồi. Bình phương vô hướng bằng bình phương độ dài cộng với bên này CB nhân IC nhân cos. Cos của CB với IC. Rồi ta suy nghĩ nào. IC thì dài bao nhiêu? À, thầy nháp vào đây cho ta nhớ lại. Ở cái video trước, IC thì nó bằng BG. BG là 2 phần 3 của BM. Và học thuộc luôn đi. A căn 3 trên 3. Đó. Nè, thay vào đây thôi. IC bằng A căn 3 phần 3 tất cả bình. Cộng với CB là A. IC A căn 3 phần 3. Cos. Cos bao nhiêu? CB. CB là mũi tên thế này. CB đây. CB với IC. IC. IC chéo xuống này. CB
và IC. Góc này, góc này bằng góc nào? À, góc này thì nó đồng vị với góc này. Góc này thì nó lại bằng góc bên này. À, 30 độ. À, kết quả A bình trên 3 cộng A nhân căn 3 phần 3 cốt 30 căn 3 phần 2 A bình phương trên 3 cộng A bình phương trên 2, kết quả 5 A bình phương trên 6. Được chưa nào? Đó. Đây là cái ví dụ mà vector xấu thì tách thành tổng hai vector đẹp. Được chưa? Bây giờ thầy làm một cái ví dụ còn xấu hơn cả cái bài vừa rồi. Đó chính là câu số 2. Câu số 2. IA nhân IB. Ta nhìn đi, vector IA cũng là vector xấu. Nó chả theo cạnh của tam giác đều gì cả, mà nó cũng chẳng theo đường chéo hay là đường phân giác đẹp gì cả. Nó là một cái vector ở phía ngoài. IB cũng xấu. Vậy bây giờ mình tách làm sao? IA thì mình tách thành IG cộng với GA. Em nhân với IB thì tách làm sao? IG cộng GB. À, IG cộng với GB. Mình tách cái IB của câu 2 lại hơi khác so với câu 1, là bởi vì mình thích chèn điểm G vào cho nó nhiều điểm G chung nhau, làm cho nó dễ nhá. Nhân tung ra thành 4 cái tích vô hướng. IG với IG là IG bình phương cộng IG nhân với GB cộng IG nhân với GA cộng GA nhân với GB. Rồi. Trong 4 tích vô hướng này thì mình thấy ngay bình phương vô hướng bằng bình phương độ dài. IG nhân GB, ta nhìn đi, IG nhân GB. IG độ dài, GB độ dài cos của bao nhiêu? IG. IG là nó vector thế này. Tức là nó sẽ kéo dài sang bên này. IG nhân với GB kéo xuống. GB kéo xuống góc đây. À, cos 30 độ cộng IG nhân GA nhân cos bao nhiêu? IG. IG với GA thôi, đừng viết thế. Viết cái gì vào đây? Không. Từ đây xuống đây là nó không. Giải thích vì vuông góc. Cuối cùng GA nhân GB nhân cos bao nhiêu? GA với GB. GA. GA là hướng lên, GB là hướng xuống. Góc to đùng. À, cos 120 độ. Bây giờ chỉ việc thay số vào thôi. IG là A bình phương. A. A căn 3 trên 3. Căn 3 phần 2. Cộng 0. Cộng. A căn 3 phần 3. A căn 3 phần 3. Cốt 120. Trừ 1 phần 2. Chỗ này ra. A bình phương. Cộng. A bình phương trên 2. Cộng 0. Trừ A bình phương trên 6. Kết quả 4 A bình phương trên 3. Rồi, đó chính là kết quả của phần thứ hai. Đây là ví dụ mà hai vector đều xấu thì mình tách mỗi một vector thành tổng của hai vector khác mà mình coi rằng hai vector đó đẹp hơn. Nó đẹp vì sao? Vì độ dài nó mình biết, vì nó tạo các góc đặc biệt với các vector kia. IG là đẹp vì IG nó giống BC, à giống CB nhá. Vector IG là bằng CB. Thế GA thì sao? GA thì đẹp, đường phân giác mà. GB cũng đẹp. Vậy là bốn vector này mình xử lý được hết. Chứ còn nếu để nguyên như ban đầu ấy mà mình làm bằng định nghĩa là bí đấy. Bởi vì sao? Bởi vì cái này này mà mình tách thành IA nhân IB nhân cos của IA
với IB. Thì IA mình chưa tính, mặc dù mình có thể Pythagore để tính được. Thế IB mình cũng chưa tính, mình lại phải suy nghĩ mình tính IB. Cái này khó này. Thế góc giữa IA và IB là đâu? IA và IB góc nó chỗ này này. Này, góc này tính sao? IA IB tính sao? Góc, đúng không? Tách ra thì làm dễ hơn, mặc dù là hơi dài một chút. Thấy chưa nào? Đọc lại đi, bọn con phải ghi chép nó ra vở một cách cẩn thận, sạch đẹp. Hết một câu thì mình phải cách ra một dòng, hết một ý mình cũng cách ra một dòng, hết một ví dụ trong vở mình cũng cách ra một dòng. Trình bày nó có bố cục, nó sạch đẹp, nó thoáng, nó dễ nhìn thì mình học nó sẽ hiệu quả hơn là mình cứ viết chằng chịt, rườm rà, bài nọ dính vào bài kia, không tốt tí nào cả nha.